Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Harry Nguyễn TV. Thì hôm nay Harry sẽ làm một cái clip chia sẻ về cách nấu trà sữa ô long để kinh doanh hoặc là uống tại nhà thơm ngon nha mọi người ha. Nguyên liệu cần chuẩn bị đó là trà ô long hiệu Kinh hoặc là Lộc Pháp điều lượng nha mọi người nha, đường, bột béo, kem béo ít thực vật, sữa đặc và hồng trà này nha mọi người. Hồng trà thì mọi người dùng hồng trà đặc biệt này nha, để cái màu nó lên nó sẽ đẹp và nó thơm hơn nha mọi người ha. Mọi người ơi, nếu yêu thương Harry thì nhớ bấm cho Harry một nút đăng ký, một nút like, một nút chia sẻ để Harry có động lực làm những video hay tiếp theo cho mọi người xem nha. Hãy cùng Harry thực hiện nào. Để nấu được 4 lít trà sữa ô long thì mọi người sử dụng cho Harry 170g trà ô long nha mọi người nha. G nha mọi người ha. Rồi mọi người cộng thêm cho Harry á là 8g hồng trà đặc biệt nữa nha, để cái màu lên cho nó đẹp nha. Và ta cho vào cái túi lọc này nha mọi người ha. Rồi bỏ vô nước sôi nha. Đây nha mọi người, mọi người đổ vô đây là 4 lít nước sôi nha. Mọi người đây là 4 lít nước sôi nha mọi người, và bỏ cái túi trà này vô nha. Mình sẽ ủ trong vòng 30 phút rồi trà nó ra xong mình sẽ đi nấu nha mọi người nha. Đậy nắp lại nha, ủ trong vòng 30 phút nha mọi người nha. Đây nha mọi người, xong thời gian ủ trà được 30 phút, bây giờ ta sẽ đi vớt cái túi lọc trà ra nha. Trước khi vớt mọi người nhớ dặm dặm vài cái mọi người cho nó ra hết cái cốc nước trà nha, để nó uống nha mọi người nha. Đây nha mọi người, bây giờ mình sẽ bỏ, đầu tiên mình sẽ bỏ vô đây là 550g đường cát nha mọi người nha. Rồi tiếp theo mình sẽ bỏ vô đây á 500g bột béo nha mọi người nha. Rồi tiếp theo mà bỏ vô đây là 550g sữa đặc nha mọi người. Rồi cuối cùng mọi người cho vô đây là 100ml kem béo rít nha, cho thử nó ngon nha mọi người nha. Rồi mọi người quậy đều có hỗn hợp này lên nha, quậy đều có hỗn hợp này lên, quậy nhẹ thôi, thêm một chiều kim đồng hồ thôi nha mọi người, để tránh bọt á. Đó, nó sơ bung bung vậy là mọi người tắt bếp. Chào cả nhà TikTok, thế em cho em xin một tim, một pha lao nha. Để pha được sữa tươi ngon là mình dùng đỏ quậy đều, lắc đều thành ly để màu đường nó lên, đường đen nó lên, đổi bá vào. Sau đó mình sẽ dùng kem béo rít. Tiếp đến mình sẽ dùng TH, sữa TH cho ngon nha mọi người ha. Đổ vào đó mọi người thấy màu đẹp chưa kìa. Rồi thêm một ít đường đen lên nữa cho nó ngọt nha. Nếu ai không thích uống ngọt thì khỏi cần thêm. Và hãy cùng thưởng thức nào một ly thật là xịn sò và ngon.